ready? This will be a good fight. Nào đánh nhau ở training room nhá. Cắm hề đâu nhỉ? B mày lên phát. Cắm hề đâu nhỉ? Tao không đi đến đâu em ơi. Tao không đi đến đâu đấy đâu em ơi. Ê, kinh quá. Nào này. Vừa nãy mình có cắm hề đâu nhỉ? Cái này nó nhiều loot lắm ấy, nhưng mà tôi chưa quen loot. Chưa quen loot nhưng mà thằng này cũng phải chết với tôi. Chào anh em quay trở lại với kênh của tôi nha. Hôm nay anh em lại cùng tôi coi như là test một tựa game mới ra mắt anh em ơi. Mới ra mắt tháng 6 đúng không? Tháng 6, ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tựa game có tên là Street Fighter anh em nhé. Street Fighter dịch ra có nghĩa là đánh nhau ở đường phố, đấm nhau ở đường phố đúng không? Here comes Capcom New West Challenger Street Fighter 6. Đấy. Một tựa game của Capcom có giá là 1.320.000 đồng. Úi xổi ôi. Với cái giá này thì tôi nghĩ là very positive anh em nhá. Very so positive nhá. Một tựa game có vẻ như là nó giống với tựa game Mortal Kombat. Nếu mà anh em nào chơi Mortal Kombat thì anh em sẽ biết. Chúng ta xem qua một số hình ảnh của game. Đó là chúng ta sẽ có vẻ như chúng ta sẽ được di chuyển ở trong một thành phố tự do nhé, di chuyển tự do theo như tôi đoán là như vậy. Mà chúng ta sẽ gặp thằng nào chúng ta ghét là chúng ta phang thôi. Đấy, đánh nhau đối kháng hai người. Đồ họa có vẻ hơi mang hướng là hoạt hình nhỉ, hơi mang hướng là hoạt hình nhỉ. Đánh nhau gần giống với tựa game Mortal Kombat. Đấy thì anh em. Chúng ta đến với coi như là cái gì đây? Đến với coi như là yêu cầu của game nhá. Recommended là 16GB RAM. Nhưng mà anh em nào mà 8GB RAM là anh em chơi rồi nhá. GTX 1060 là anh em có thể chiến rồi nhá. Chúng ta vào game thôi nhá. Tôi thực ra là tôi không mua game này. Chúng ta nó có cái phần demo đây cho nên là một tựa game với giá 1 triệu thì chúng ta cũng coi như là cứ demo trước thôi nha anh em nhá. Demo trước thôi. Ơ, đâu rồi? Đây rồi. Street Fighter. Vào rồi. Street Fighter demo nhá. Xem game mình có cái gì nào. Có vẻ như là không full màn hình được này. Street Fighter không full màn hình à? Capcom. Ôi tôi ấn skip đoạn kia rồi. Chúng ta có language. Anh em nào biết chọn English nhá, chỉ có English thôi anh em ơi. Street Fighter 6 use auto save. Auto save anh em nhá. Từ đã tôi phải chỉnh lại cái hình như game tôi nó hơi bị lệch. Auto save anh em nhá. Agree thôi. Coi như là agree thôi. Tải game về rồi thì chỉ có agree thôi. Street Fighter 6. Street Fighter 6 nha. Tôi thì tôi không kết nối tay cầm cho nên là tôi sẽ chơi thử bằng bàn phím nhá. Con game này có bàn có tay cầm thì chơi sẽ phê con mẹ nó mượt hơn. Cho ta full màn hình đi. Tôi ấn vào cái đéo gì rồi. Tôi nghĩ là kể cả ở cái phiên bản demo thì chúng ta vẫn sẽ được thưởng thức toàn bộ coi như là các tính năng của game thôi. Đây là đoạn nó giới thiệu và tutorial gọi là đoạn hướng dẫn. Không, tutorial chứ. Di chuyển trước nào. Classic control. Đâu, di chuyển cái. Di chuyển cái. Di chuyển thế này thôi à, dễ thôi vậy. Succeed ngay. First step. Dashing. Ấn mạnh hai phát đúng không? Tốt. Cái này giống Mortal Kombat. Tao chơi Mortal Kombat thì tao biết rồi mà. Jumping. V kép à? Ok. Thôi mà cho tao đánh nhau luôn đi. Từ tôi skip đoạn này nhá.
vừa chơi qua cái coi như là phần hướng dẫn rồi. Giờ chúng ta sẽ vào phần không chơi được story anh em ạ, chỉ có practice thôi. Có tutorial này, 1v1 nhá, chỉ có mục 1v1 thôi. Ba round. Player 1 nhá. Confirm. Tôi sẽ chơi máy thôi. Chúng ta chơi máy thôi nhá. Gọi là test thôi mà. Nó chỉ cho mình một nhân vật thôi. Nó chỉ cho chúng ta một nhân vật thôi. Thôi tao confirm thôi. Nhưng mà nhìn có vẻ không phê bằng Mortal Kombat nhỉ. Mortal Kombat tôi thích hơn. Tôi nhìn Mortal Kombat là tôi vẫn ưng hơn, ưng cái dạ hơn. Đâu xem nào. Vẫn chưa thuộc loot. You ready? Ai à? Nào. Tao chưa thủ rút rồi mày nhá. Tao chưa thủ rút rồi nhá. Ủa, tôi chưa thủ rút mà tôi đá kinh thế nhở. Ui xô. Thấy sao? Cái thằng này có cam mê ở kinh vậy. Kinh quá. Ôi, thua mẹ rồi. Thua sớm vậy CPU level 4. Chúng ta làm 3 round rồi nhá. Úi dồi. Game này mà có 2 người là chơi lãng phê đấy chứ. Nhờ. Mày tưởng tao không biết B à? Nó chỉ bị trưởng camera đấy. Cái này có finish giống kiểu Mortal Kombat không? Mày tưởng tao huyết bê à? Phát nữa này. Thôi cần đéo đi chơi round 3 anh em. Cần nếu thì chơi round 3. Tôi được chọn nhiều khác xem được không nhá. Có vẻ như bản tế mua nó chỉ cho chúng ta chơi 2 nhân vật thôi. Tôi thấy là có khá nhiều nhân vật đây đấy. Map thì cũng có đến chắc là cũng phải hơn chục map. Có cả chế độ online này. Story thì không, nó không cho chơi rồi, nó phải trả cho nó 1 triệu đồng nó mới cho chơi story. Hơi căng nha. Mà tôi làm trận nữa nhá, để thời gian 60 thôi. 3 round đi nhá. Confirm thôi, vẫn map đấy thôi nhá. Ừ, map này đi. Nó cho CPU vẫn thằng đấy đi. Training room. Ô, tôi tưởng là mình sẽ được đi ở thành phố. Nào đánh nhau ở training room nhá. Cám hề đâu nhỉ? B mày lên phát. Cám hề đâu nhỉ? Tao không đi đến đấy đâu em ơi. Ê, kinh quá. Nào này. Vừa nãy mình có cám hề đâu nhỉ? Cái này nó nhiều loot lắm ấy nhưng mà tôi chưa quen loot. Chưa quen loot nhưng mà thằng này cũng phải chết với tôi.
Sepo level 4 yếu quá. Ê nó. Ê à. Chứ bình chết. Kinh quá. Nào này. Ai có cha này. Ôi trời, nó kinh quá. Ôi à, cái gì mình có chiêu gì đấy? Hòa rồi à? Kinh đấy. Nào. Nào nữa không? Nào nữa không? Nó nhanh quá. Ôi Kame à. Kinh quá nhờ. Kinh kinh. Kinh với chúng tôi. Kinh với chúng tôi. Nào này. Lúc win ngay. Rồi thế thôi nhá. Chúng ta vừa trải nghiệm xong cái demo của con game coi như là con Street Fighter anh em nhá. Game có giá là 1.300.000 à, 1.320.000 à. Khá là đắt nhỉ. Đấy, nếu mà anh em bỏ tiền ra là mua game thì chúng ta sẽ có thể mở khóa tất cả các chế độ này nhá. Hiện tại demo nó chỉ cho chúng ta chơi như vậy thôi. Thế nha anh em nhá. Nào chúng ta xem là coi như là xem cái bình luận nào. Steam. Sở to. Xem cái bình luận là xem có ra gì không. Từ từ tắt game lại nhá. Xem bình luận nhá. The game is great. Con game này chơi rất hay. I don't know how it runs so well. Tôi không hiểu tại sao nó lại chơi mượt như vậy. Absolutely incredible engine and the demo for SF6 là cái gì? Street Fighter 6. Absolutely incredible anh em nhá. Quá là tuyệt vời luôn. Ôi ôi, bạn này bạn chơi trên RTX 3060. Kinh quá. First I have both hands on the controller. Tôi có hai tay. Cầm controller bằng hai tay. Game feel great. Run excellent. Rất là mượt. Có vẻ con game này rất là mượt. Tối ưu rất tốt anh em ạ. Đa số đều là những comment tích cực thôi. Ôi ôi, comment này kinh quá. Street Fighter. Có anh em comment chữ Street Fighter. Thế anh em nhá. Tạm thời toàn là những comment coi như là positive về game. Anh em có thể tải demo và trải nghiệm. Hoặc anh em nào có tiền thì chúng ta có thể mua. Có thể mua coi như là Ultimate Edition. Chỉ có giá là chỉ có 2.300.000 thôi nhá. Quá là rẻ luôn. Nha.